Chuyện an ninh lúc này, chúng ta sẽ cùng nhau bắt gặp những hình ảnh của những bộ trang phục vừa truyền thống lẫn hiện đại đến từ phần trình diễn của những bước đi đầy tự tin của dàn người mẫu nhí đến từ trường tiểu học Nguyễn An Ninh. Kính thưa toàn thể quý vị, giờ đây những tràng pháo tay thất nồng nhiệt để chúng ta chào đón các siêu mẫu nhí ngày hôm nay.